Dạ, em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em đến với kênh Em Sắt Cái Thắng anh em. Máy dọn ra không có kịp bán rồi anh em ơi. Bữa nay hết máy quay rồi. Hết máy quay rồi anh em ơi, chỉ còn những bé cuối cùng thôi. Trước tiên là cho em gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý anh em của mình ha, như bà con cô bác gần xa đã ủng hộ bên cửa hàng bên em là quá nhiệt tình luôn. Quá nhiệt tình luôn anh em, dùng chữ là quá nhiệt tình. Chắc có lẽ là anh em như bà con cô bác mình dính bùa với em quá. em mới đi học bùa. Em nói cho vui vậy thôi chứ em không có bùa ngải gì dân anh em, nhưng mà được bà con ủng hộ như là rất là mừng được rồi, rất là mừng. Quá vượt chỉ tiêu anh em ơi. Thì em xin quay lại cho anh em cũng như bà con cô bác mình cái dân ma Tết 70 mà nó xích cái môi nè. Có rất nhiều anh em hỏi em, có nhắn tin ha, anh em nào có nhắn tin rồi thì cũng biết nha. Bị cái số lượng của anh em như bà con khách hỏi em nhiều quá rồi em không có trả lời hết được. Thì giờ em quay lên cái máy này hôm nay để anh em cũng như bà con cô bác mình ai mà có nhu cầu sử dụng nha, chứ mà bữa hổm có hỏi em có bớt được không á, thì bà con nếu nghe được thì alo lại dùm em nha. Trước tiên cái máy này là Atex 70 gió ba dê, máy thì cắt nước rất là đẹp luôn nè. Nó anh em là cái nước rất là tuyệt vời luôn, rất là đẹp. Mà nó chỉ duy nhất cái mỏ của nó nè là nó xích cái mỏ này ra. Tuy nó không ảnh hưởng gì tới bộ phận bên trong máy nhưng mà nhìn thấy nó, nhìn nó hơi thấy ghê. Em cũng nói thật sự rồi, có sao em nói vậy, nhìn nó hơi ghê. Nếu mà anh chị mà nhát quay ha, nhìn cái mỏ nó thấy sợ. Còn đối với em thì găng môi làm thích lắm anh em ơi, đặc biệt là môi kia kia á, môi đỏ đỏ. Nói tầm bậy nữa. Môi son. Ta ngồi hai quỷ già đó kiếm em nói giờ đó hàng đó đó. Là tình trạng máy này là cái bộ khóa dầu nó là bị chảy cái tay nè. Máy hello con trai. Con trai em nó xuống thầm em rồi nè. Con là bộ xuống luôn hả? Cái này cái lóc em nhìn thấy nó còn rất là đẹp nữa nè. Anh em nhìn cái này thì tụi em chưa có rửa ra, mà tại yêu cầu của bà con cô bác mình nhắn tin alo em nhiều quá. Rồi em chỉ xịt dầu em, nhưng tiền xịt dầu lên sóng cùng anh em bà con cô bác mình thôi. Cái máy này thì nó có tới 3 cái điểm yếu, mà để em nói với anh em là 3 cái điểm, không phải điểm yếu gì mà điểm khuyết của nó. Thứ nhất là cái chỗ khuyết lớn nhất của nó là mẻ cái môi nè. Còn thứ hai là cái máy này nó thiếu cái bô e. Cái này thì bên em sẽ cắt cái này ha, cắt cái này tặng cho anh em mình cái co mũ 42 mình trồng vô đừng cho nước mưa nó vô, là điểm khuyết thứ hai. Còn điểm khuyết thứ ba là cái bô gin cũng không còn luôn. Cái này em gắn cái bô mới nha anh em, nhớ lưu ý giùm em là cái bô mới, cái bô e và cái mỏ. Đi nó ngoài nó không ảnh hưởng gì hết trơn, trong máy nói chung là nó không ảnh hưởng gì, nhưng mà đó là những cái điểm thiếu của nó. Còn cái niềng này cũng là cái niềng mới nè, chứ không phải là cái niềng gin của nó. Nhưng mà cái ưu điểm của nó là thứ nhất là cái máy nó gin, mình không có can thiệp gì bên trong. Công sức nó là nó là bê tông nó 80 ly, nó mạnh hơn cái D6 mình. Cái thứ hai nó là máy Nhật thì nó ít hao dầu, nó nhẹ quay, là cái nó có kèm theo những cái ưu điểm, nhưng mà giá thành nó là rẻ nè. Đặc biệt là nó hơn hết là anh em chạy gió, anh em mua về bơm nước thì ta bơm, ta mua cái máy D6 4 triệu mấy 4 triệu rưỡi, ta mắc canh từ ly từ tí, còn anh em cứ đổ nước vô dặn nó là về đi ngủ khò khò khò, máy người ta mắc canh nước lên xuống thức gần chết. Còn mình thì về mình vô tư đi quýnh bài, đi nhậu là đi cô gái còn được nữa. Nó đi cô gái rồi chắc em đi cầm gậy nữa, quá lâu quá em không có đi cầm gậy. Lúc gần đây cái mỏ em nó tình như nó không có, nó không có nói bậy. 64001 là số CD của nó nghe nè anh em, nhìn nó coi nè, là nó chưa xét nè. Bu ly thì theo máy nó hay rảnh, cái này tắt gửi nè. Rồi bây giờ không có làm mất thời gian của bà con cô bác mình nữa ha, em nhờ tiền kết hàng cho bà con cô bác mình.
Đừng cái kiểu hết sức luôn rồi. Hết sức luôn rồi. Cái D8 mình không lợi nó, cái máy Nhật nó lợi hại, cái làm chạy nên chạy càng nóng nó càng dữ, càng nóng nó càng bốc, chứ không phải là giống như cái máy D mình chạy cái đầu nó kêu rồi gào 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 nó dầu còn cái này nó càng nóng nó càng dữ. Rồi em cũng xin báo giá cho anh em bà con cô bác mình luôn ha. À, máy này em bán cho anh em là 3.8 triệu em bao ship anh em. Còn anh em nào mua tại chỗ thì em tính anh em 3.4 triệu thôi. 3.8 triệu em bao ship. Còn anh em mua tại chỗ thì em tính anh em 3.4 triệu. Đặc biệt thêm một cái nữa cho anh em mình dễ mua luôn. Là anh em nào nếu anh em không lấy kết nước, anh em nhớ lưu ý nha. Thì bên em sẽ gỡ kết nước này ra bán cho anh em trừ giá lại 1 triệu. Ví dụ như máy này 3.8 triệu. Anh em không lấy cái nước em bán cho anh em 2.8 triệu bao ship. Anh em mua tại chỗ thì bị có gỡ cái nước ra thì cái phí vận chuyển nó rẻ xuống ha, là trừ lại 350 nha, là nó còn 2.450.000. Là anh em có một cái dân ma ở Tết 70 bơm nước và ca hộp mít luôn. Còn phần nắp nước thì bên em làm lại cái nắp nước là 100.000 cái anh em. Anh em nào làm được thì hú em ha. Rồi em cũng xin nhắc lại lần nữa ha, máy này em bán anh em là 3.8 triệu bao ship là nguyên gì hiện trạng sao em bán vậy ha. Còn nếu anh em không cần lấy các nước, em lột cái bộ phận này thì em trừ lại 1 triệu cho anh em mình, là nó còn là 2.800.000 bao ship. Anh em nào làm được hú em ha. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây nha. Em cảm ơn anh em cũng như bà con cô bác rất nhiều. Chào tạm biệt anh em nha.